Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Long An tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức cơ bản về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau thời gian học tập, học viên viết bài thu hoạch để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Đây là một trong những điều kiện là căn cứ quan trọng để các ủy đảng xem xét kết nạp đảng.